À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chú của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Him nha, để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã... Nói chung là mình đã tiến dần đến cái việc có thể có được cái lực lượng quân sự mạnh nhất của Him nha rồi, đó là đội lính theo tôn giáo. Và bây giờ thì hầu như là mình chỉ chờ thôi. Chờ. Không làm gì hơn kìa. Để đợi nó có được cái đội lính thôi. Đây, chúng ta phải tăng cái đạo Do Thái lên 75% thì mới có thể xây dựng được công trình này. Còn đây, nếu chúng ta muốn theo cái đội Trung Đông thì chúng ta phải lên cái này. Đấy. Kỵ binh thương dài. Mà tạm thế thôi, bây giờ thì Ai chà lên vội làm gì, đằng nào mình phải update tiếp mà. Nâng cái khiên, nâng cái kiếm xong rồi đây. Chiến tranh là sắp xảy ra rồi, có điều là lúc nào mình không biết là lúc nào. Cho thằng này sang đây để nó lưng cái kiếm nốt. Cùng này lưng cái kiếm mắc vào này. Thử xem bọn này mắc cả khiên. Ồ, thằng này cả ba thứ luôn. Móng ngựa vàng, giáp vàng, kiếm vàng. Mọi thứ đều được cộng. Chưa kể là đánh nhau trên sa mạc nó lại được bút nữa. Mấy con lạc đà này không được. Sao nó không được. À, giáp thì nó ở trên kia, mấy con này không được bút giáp. Thôi rồi rồi. Tính sao? Đối với cái vấn đề văn hóa, tôn giáo ấy, chúng ta đang kiểm soát được ở cái mức là 72%, và như vậy thì chúng ta cần phải tăng rất là nhiều. Tôn giáo thì bây giờ mình chỉ chờ thôi. Nhưng nếu mình không nhầm thì hình như là đến cái năm 445 là lúc Attila chết là bắt đầu biến đổi khí hậu. Chúng đấy, đây chúng ta sẽ tốn khá nhiều lương thực ấy. Mình chưa biết là lúc đấy mình lấy đâu ra lương thực nữa. Đấy. Chắc là cũng không nguy hiểm lắm đâu, nhưng mà thôi kệ. Tình hình thế giới thì hầu như chả thằng nào dám lấy nhau với mình cả. Ngay cả Sassanid. Thống đốc. Thống đốc. Bây giờ là lúc mà chúng ta có thể mua các cái thầy tu, số lượng lớn có thể mua 10 thầy tu mà. Chúng ta được tăng rất là nhiều. Mắc của nó là 10 thầy tu. Đây, mua ông này trước ạ. Bây giờ thì chúng ta cứ mua và đặt ở mỗi một vùng có một thằng. Những cái vùng nào mà chưa có thầy tu thì chúng ta sẽ mua để đặt. Nhất là những cái vùng giáp biên này. Có một champion này. Trừ 10% mệt mỏi à. Champion, my lord. I live for war. Quá lật đi. Tiền của chúng ta bây giờ là rất nhiều, chúng ta không phải lo lắng vấn đề kinh tế lắm. Mặc dù mà mình cũng tiêu hơi bị bạt mạng đấy.
mà cũng không vấn đề gì. Đế quốc Đông La Mã vẫn còn là một vinh dự lắm rồi. Cái thằng này có rất nhiều phe phái. Nó không đứng về phe của con Sasonic. Kỳ hạn làm việc đã hết à? Lại cái bổ nhiệm này. Bọn này đức thấp vọng không cao nên là không bổ nhiệm được. How do I serve you? Are you men or women? My lord. Mấy cái thằng thầy tu chúng ta vừa mới cho nó chui ra thì bây giờ mình sẽ cho nó deploy nữa. It is an honor to serve you. Thêm một thanh niên nữa này. Đây có hai quân đoàn cho hai thằng cắm luôn. At your service. Cái thầy tu này khi các bạn cộng vào cái tăng ảnh hưởng của tôn giáo lên ấy, thì nó sẽ giúp cái tốc độ tăng trưởng về mặt tôn giáo nó nhanh hơn. Đây này. Tí nữa, đây này, nó phải lên cấp rồi. Cộng vào cái này này. Truyền bá tôn giáo tới các tỉnh này. Cộng 12, truyền bá tôn giáo tới ảnh hưởng tôn giáo mà. Tiếp tục qua lượt đấy. 445 là Attila. Hẹo. Bọn này nó liên tiếp để có cái hiệp ước hòa bình. Cần gì hòa bình, nó chiến tranh với cả cái khu bên dưới. Nó có xuống được tới nơi cũng còn khướt. Nó còn phải đánh qua thằng Đông La Mã với cả thằng Daxia. Hai thằng La Mã. Ở bên trên thì có Hung Nô. Hung Nô hình như không đánh nhau với nó. Nhưng mà mấy thằng dợ thì mà có. Nhưng nó đang vây ở Ý à. Thôi xong. Anh Hung Nô ấy làm gì mò sang tận đây này. Bệnh lao. Lạ nhỉ, vùng này thì chị ăn có thứ vệ sinh của nó tốt này mà tại sao lại có dịch bệnh thế này. Còn một công nghệ này nữa thì cứu lốt. Kích nhật đạo theo đạo Do Thái này. Mình nghiên cứu công nghệ của nó nhanh vãi luôn.
Ready for orders. Ready for battle. Deploy. Ở đây dưới này còn một thằng nữa cho deploy luôn. Những thằng mà chúng ta vừa gọi lên này này. Đấy. Nó sẽ tăng nhanh cái tốc độ cải đạo lên. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái tốc độ tăng sẽ cao hơn lúc nãy rồi. Đấy 1,1% trong khi lúc nãy chỉ có 0,3%. Cải đạo cực nhanh. Chiếm một loạt các thư cảng. Nó chuyển nhỉ? Ready for battle. Cho thằng này nó ra đây để nó giáp đây này. Cấp 3. Cái hạn độ đóng ở đây thì có lẽ là không cần thiết lắm nhỉ? My lord, ready for battle. At your command. Áp giáp đây nữa. Sau này đi quân nữa. Cái này còn mấy lượt nữa cơ mà. Áp cái kiếm lên. Năm 444 rồi. Chả nhẽ khử thằng này à? Thống nhất lãnh thổ à? How warriors thirst for hòa bình. Cha cần phải hòa bình. Thêm vài thằng thầy tu nữa. Lần sau mình sẽ tuyển thêm mấy thầy tu. Mấy thầy tu lên cấp thì mình sẽ tăng cấp tiếp 12 điểm ảnh hưởng văn hóa nữa thì nó tăng thêm một cấp nữa thì cái tôn giáo của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Ai à, quân nổi dậy à? Quái mấy thằng không nổi đi đâu ấy. What I ask is such a little thing, an inconsequential thing, that I almost... Gả con gái cho mình. Bệnh lao. Chưa chỉ ăn chưa của cải. Không có ứng viên nào đây. Khi thằng này lên thì chúng ta sẽ cộng vào cái này này, hành động truyền bá tôn giáo này. Ready for battle. Để nó tăng cái cái này nó sẽ tăng trị an này. Tiếp tục đến thằng này. Đây nữa. Tăng trị an và tăng phát triển tôn giáo.
lên nó 0.4, bây giờ chúng ta cộng tiếp nữa nó sẽ tăng tiếp. Wi-Fi. Trừ điểm ngoại giao. Chủ phú thịnh vượng. Thống đốc của cái tỉnh này. Trong trường hợp chiến tranh xảy ra thì mình cũng đập tất được cả các hai cái hướng này thôi, không có vấn đề gì đâu. Hướng bên này mình cũng có nhà lính. Cần thì xây thêm cái nhà xe bắn đá nữa là được. Ra cũng nguy hiểm thật. Mày thích đánh nhau. Ô, mấy anh hung nô anh đi đâu ấy? Vui vui đốt nhà mình chết dở. Tầm này là hung nô nó toàn lính đời cuối rồi. We ask only a little. No no no. Nó đang đứng trên đất của tớ. Cậu xui tớ đánh nhau không nó. Lại sinh con ngoài ra thú. Cái vụ sinh con ngoài ra thú này thì thực sự bó tay. Nhưng mà thực ra nó cũng chả ảnh hưởng gì lắm. 20. Ready for battle. Đã tính bỏ cái bọn này đi này. Sau này mình không cần dùng cái cung. Destroy them. Bắt xem được bắt được khẩu pháo này không. Bắt được khẩu pháo to thì ngon quá. Có bao lần rồi chưa chả bắt được khẩu pháo. Mặc dù nó có khẩu pháo, khó bắt quá. Cái công nghệ của mình... Sao nó báo có một nữa nào? À, từ cái này sang. Tí nữa thì chị An phòng thủ cận chiến. Nó tăng vào phòng thủ cận chiến đấu với hỏa giáo. Cơ đốc giáo Hy Lạp. Cơ đốc giáo Phương Đông. Tăng phòng thủ cận chiến. Nghe vào trận nó mới thể hiện lên. Rồi. Tăng cái ảnh hưởng tôn giáo lên 0.7. Tốt rồi. Hai lượt nữa là chúng ta sẽ lên 75% thôi. Vùng này như chưa có thầy tu.
trị an tỉnh địa phương. Tốt rồi. It is an honor to serve you. Tướng. Sự hiện diện của đạo Do Thái. Cộng thêm tri an so với có sự hiện diện của đạo Do Thái. Vây mãi vẫn chưa đánh được à? Nó chờ cái đội lính đẩy cuối mà xem là lâu quá. Nếu mình đánh ngay chơi nguyên công thành thì mình chắc không cần quân phủ. Ôi ôi, Sassanid ông làm gì cũng lắm quân hết. Vây nhà mình hơi đông á. Định chiến tranh thật à? Mấy cái thằng dở này nó cứ chạy qua chạy lại làm khỉ gì. For the wicked, không dung thứ cho kẻ ác, for they are weak. Vì chúng yếu đuối. Guard our spirits. Giữ vững thần thần ta. And keep us from ngăn cách chúng ta khỏi bóng tối bên ngoài. He opened the sixth seal. Ông ta mở cái liêm thứ sáu. And behold, the sun became red. Màu đen. And the moon became like blood. Còn mặt trăng thì đỏ như máu. Give them your strength. The day of reckoning has come. Ngày thanh toán đã đến. À, sự kiện này Attila hẹo thì phải. 10 tuổi chết. Đúng rồi, Attila hẹo. Họ nhổ lông tóc ra và làm cho khuôn mặt của họ trở lên ghê tởm với những vết thương sâu. Rằng chiến binh nổi tiếng có thể bị thương không phải ảo là than khóc và nước mắt mà là bằng máu người. Attila, tai họa của Chúa Trời, đã bị đánh bại. Nếu không có sự lãnh đạo của ông, những đoàn du mục sẽ yếu dần và bắt đầu tan rã. À, không có sự nhân từ cho kẻ hung bạo. Chương 4. Hoàn thành mục tiêu. Ngày trả nợ đã tới, đạt được điều kiện chiến thắng bất kỳ mục tiêu, thưởng mới đã thêm. Bước vào thời kỳ này chúng ta bắt đầu bước vào cái thời kỳ mà bị trừ lương thực rất là mạnh, các bạn nhìn này đấy. Nhưng mà chị An của mình rất là cao, chắc mình cũng sợ vấn đề lương thực lắm, nó chỉ trừ chị An thôi. Cái trừ của cải. Ồ. Chắc phải đập mấy cục này xuống rồi.
vệ sinh với cái vùng này cao mà nhỉ. Đặt công trình này xuống. Công trình này trừ 22 đi thật. Đặt xuống thấp tí nữa. Vùng này lương thực vẫn ổn. Đấy. Trừ 33 lương thực luôn. Vệ sinh cao này chuyển sang cái công trình này. Ai Cập cũng vậy. Chuyển đổi công trình đi. Vùng này âm lương thực rồi. Trừ 23. Đập xuống một cấp. Chả có sự lựa chọn nào khác cả. Đành phải đập. Trừ 63 lương thực luôn. Hạ cái này xuống thì cũng được bao nhiêu nhỉ? 40. Không lại được. Mắc cái số lượng mình cũng không còn cái gì để tăng được. Trừ 32. À từ. Trừ 40. Cộng 70 chắc là hòa. Ồ. Âm lương thực. Gỗ này thì lên thoải mái mà. Vùng hoa mạc Sara trừ 20%. Hạ thủ thành cấp 1 rồi. Asia trừ 15%. Chắc là ổn. Chúng ta đã đạt đến 75% chưa nhỉ? Còn một lượt nữa. Một lượt nữa là chúng ta sẽ có đội quân theo tôn giáo. Nhưng mà thằng Sassanid nó đã cử quân đến khắp nhà mình này rồi. Cộng 10 chị An có sự hiện diện của đạo Do Thái. My words are yours to direct. My lord. Ready for orders. Nó công được cái at your command. Cần có một sự đảm bảo an toàn thế này. Ba quân đoàn nó đang cướp bóc đất của mình. At your service. Bọn này ngớ ngẩn. How can I serve you? Chiến tranh thì chiến tranh đấy.
Tầm này sợ gì bố con thằng nào nữa. Đồ đốc. Sợ thật, mình bị hết lương thực toàn lãnh thổ. Bước vào cái thời kỳ đất đai bị tha hóa này. Đáng sợ thật. Mình giảm mất phải tầm gần một nửa lượng lương thực sản xuất được ấy, từ tất cả các vùng ấy. Lúc nãy mình hơn 1000, bây giờ xuống còn có 500 là mất một nửa rồi. Ồ, Humno đã đốt cháy cái vùng này rồi. Nhưng mà Humno bây giờ không còn có thể... Nghĩa là bây giờ Humno bị tiêu diệt, bất kỳ quân đoàn nó bị tiêu diệt thì nó sẽ không khôi phục lại được nữa. Nó không như trước khi Attila chết thì cứ mất một quân đoàn thì nó lại được tạo ra ở vùng Kafkas, lại một quân đoàn khác được tạo ra. Nên là không thể tiêu diệt được nó. We shall put aside the swords and draw the bow. The arrow will strike where it will. And widows will weave. Rồi xong. Chiến tranh đã xảy ra rồi, Sassanid. Nó đánh quá nhanh. Mình chưa kịp... Mình chưa kịp bui cái quân đời cuối. Và Sassanid đã đánh rồi. Mình sẽ cố gắng phòng thủ ở đây thôi, chưa đánh vụ. Nó toàn lính để cuối này, chết toi voi. Mà để chống voi thì phải có cung tên rồi. Mà mình mà bỏ hết cung tên đi thì cũng dở nhỉ. Ngọn gió rồi. Vui. Bão cát sa mạc. Quân đoàn của chúng ta có tên là Ngọn gió sa mạc. Ồ, cái thành này. Gió cho anh. Voi của nó bên kia. Nó có thể đi vào từ cổng ở sau này nữa chứ. Chắn đâu được nhỉ? Chắn đây hay là chắn đây? Guardsmen, stay alert. Raiders, band together. We await your orders. Có vẻ như chắn ở đây tốt hơn nhỉ. Không cần, để cho lính chắn tốt hơn. À không, nhưng mà kỵ binh nó. Kỵ binh... Defensive positions. Kỵ binh mà nó đi vào cái đường hẹp như này thì nó phế rồi. Spearmen,
Đúng rồi. Còn một lối còn lại ở chỗ này. Cổng này thì chắc chỉ một đội. Cổng này hai đội. Đơn vị này được cho là đơn vị cơ động. Ây da. Nó toàn voi bị diệt thôi. Chết dở ấy. Mình nên thủ tít ngoài này hay là rút vào sâu trong này thủ? Rút vào đây thủ thì hạn chế tầm di chuyển. Dở lắm, rút vào thì cái chúng ta sẽ bị tấn công từ trên sườn dốc xuống thì cũng dở. Nó cũng có một đội cung này, cung thủ Kutis, một đội ở đây. Nhưng mà có cơ hội hơn để mình lùa bắt bọn kỵ binh ở đó. Ra đây thì mới chạy được. Chơi đây. Advance at speed. Enemy reinforcements have been spotted. Ôi, xe bắn đá nó kìa. Ừ, ngay mấy cái xe bắn đá nó. Ý, mấy con voi bị lửa bắn đổ điên rồi. Chính là voi thì mình lại còn không sợ mày. A tower has been totally destroyed. Beware, our hidden units have been revealed.
enemy units have been rallied. Bắn đạn lửa cho anh. Mấy con voi ăn đạn lửa là nổi điên ngay. Fire spreads through the settlement. Xong. Xong rồi mấy cái xe bắn đá của nó là ổn rồi. What? Ngu học rồi. Mất đội lạc đà này là toi đấy. Nhanh, rút về đây đi. The enemy is breaking down one of our barricades. Đội voi của nó bị bắn đạn lửa, nó chạy tán loạn. Biết mà. The men have thrown down their weapons and are fleeing. Mất mất đội lạc đà quá. Hey, mấy con voi bị điên. Chết sạch rồi. Bọn voi trông thế thôi nhưng mà giết rất đơn giản. Rồi bắn đây. Bắn nguyên giết gió cho. Cháy hết nhà cửa mình nó. Để cho bọn lạc đà nó nghỉ đi. Nó có 3 quân đoàn tấn công mình đâu, phải 2 đâu. Ôi bọn này dã tên kinh quá. Ôi, nó tập trung hết ra cái cổng đằng sau này à? Sư đoàn dự bị để tiến lên. Đi lùa ngay mấy thằng cung tên rồi. Unmanned
mấy thằng cung đường thủ cốt bít này mạnh ghê. Ăn được à? Có khi dùng cái lạc đà để đầu có khi hay hơn. Quái nào này? Our men have given up and are running for their lives. Mày có đơn vị này tiếp viện ngay. Mày đơn vị rút khỏi chiến trường. Thằng cút nít này mệt thế nhở. Our men have rallied. Thằng cự cung của nó thì kệ đi, mình không ăn được bọn đuổi không đuổi được. Toàn là lính giết ngay mấy thằng quân phủ đó. Rồi chạy nhanh cả nó lại lượm mấy con ngựa nó đùa chết đấy. Thiết kỵ rồi bọn này không ăn được đâu. Xong đội lạc đà mình rồi. Có khi chơi cái lạc đà để đâu hơn hay hơn. Nó còn rất nhiều cung. Bắn bọn nó chơi. Giảm khả năng tấn công của chúng nó xuống không chết. Kỹ nhỉ. Sau của nó. The men are broken and running for their lives. Lạc đà của mình nó tiếng là hạng nặng mà. Đúng quá nhỉ. Thiết bị. Đúng rồi. Bắn để trừ khả năng tấn công của chúng nó xuống nữa. Rất tốt. X-Men. What are your orders? Orders, my lord. Kệ cho nó bắn. Tí tên trả lại kiếp gì. Mấy thằng cung. Ôi ôi. Nó chưa cho mình lên được đội lính đẩy cuối. Nhưng mà thủ thành như thế này thì vẫn cần có đội phòng cung. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ừ.
cho đội lính lửa hàng tốt rồi, nhanh. Bắn này giảm khả năng chiến đấu cho nó xuống. The general has been killed. Excellent. Tướng địch đã chết à? Mà nó nhiều tướng lắm, ba quân đoàn cùng mở. Bây giờ làm nào để bắn này trừ sĩ khí? Chỗ này thì không thể bắn trừ sĩ khí được, bởi vì nó giáp con mình quá. Ôi. Cần có thêm con đoàn này ra không nhỉ? Sang đây đi. Bổ sung hết quân này ra đây rồi mà không ai thua. Rồi. Thằng quân tiếp viện nó vào từ đâu vậy? Điệt hết cái thằng cung này. Thành phố của chúng ta đã bị phá hủy nặng nề. Sẽ là đội cuối cùng giữ phòng tuyến. À đây rồi, may quá, chạy rồi. Trừ sĩ khí đáng kể. Cung rít gió nó vẫn có cái lợi của nó ấy chứ. Một đấu ba được lấy Sassanid. Những quân đoàn này là quân đoàn thiên về phòng thủ. May quá mình cử được cái đơn vị quân này nó xuất hiện kịp thời. Nhảy hết rồi. Spearmen ready for order. Oh. Rồi, đưa vào đi nghe. Rồi tổng lực chuyển ra cánh này. Đứng ở đây tiếp. Ôi nó lần này nó tiết kiệm kỵ binh kìa. Tiết kiệm kỵ binh. Tiếp vào này đi. Ô kìa, quân của chúng ta đang vỡ trận rồi. Ta đây đi. Ở đây. Nhanh. The men are running. Stand and fight, damn you. On me. Nhanh ra đây, ra đây. And the ready.
bắn vào đây cho anh. Ok kìa. Chết. Enemy troops have reached the walls. Để nó lùa mất. Bắn nào hạ mấy thằng cút đít rồi. The men are broken and running for their lives. Ôi bọn này chạy mất rồi. Tiếp viện của nó. Còn tiếp viện là xe bắn đá nữa này. Hidden units, watch out! At the ready! We await your order! At the ready! Vào đây. For my order, we'll move! Our men are breaking off! Xong. Cổng này dễ dữ đâu nhỉ. Chiến đấu đến những người lính cuối cùng. Quân Sassanid nó mạnh quá. Stop now! Find your target! Stop! Get them ready! What are your moves? Withdraw! Our men flee the field of battle! Đừng thua chứ. Ôi, tuột nó vẫn vào rồi. Hay thì phải làm sao được. Ôi dồi. Cứ ba quân đoàn nó đập mình. Không lại được. Chiến trường đây. Ở đây đấy. Nó còn toàn ngựa. The men are broken and running for their lives. Tinh thần hết cả rồi. Bổ sung quân sang bên này. Phòng tuyến cuối cùng. We await your order as you wish.
gọi ra đây đi. À đây có đội Steel, thằng nào nó chịu đòn. À rồi tốt. Có vẻ chúng nó cũng mất tinh thần rồi. Cố lên anh em. Bắn vào thằng này phát nữa. Rồi, bắn thằng này. Ở đây bắn bọn này. Bắn bọn này. Ôi, lùi lại đây. Nó cũng đang lung lay rồi mà. Bắn tay phát lại em ơi. Xong hết vào đây. Đứng tướng thì chạy. Đứng chạy là thua đấy. Ôi. Đáng nhẽ chúng ta có thể thắng mà. Đáng nhẽ chúng ta có thể thắng mà mình mất đội lạc đà quá nhanh. Thất bại quả cảm. Ôi ôi. Được lắm, xa xa đi. Quân đoàn mới thành lập của mình hẹo rồi. Phải cử các quân đoàn thiện chiến ra ăn được. À, nó cũng còn không chiếm nữa. Nó định làm gì? Tấn công cái hạm đội này của mình á. Nó không thấy không ăn được. Bởi vì là nếu tấn công như thế thì nó thua xuống. Mà nó chơi toàn kỵ binh như này mà mình lại không có lính Spy thì làm thế nào mà chống được nhỉ? Cái khó. Không lẽ dùng lạc đà để chống kỵ binh à? Nó không chiếm thành mình. Nó không chiếm thành. Cái thằng cung thủ vẫn rất quan trọng. Quan trọng nhất cái đạn giết gió. Kinh nhỉ. Mình thuyết phục được thằng đồng minh nó tham chiến như này là rất là lợi rồi. Nó sẽ cử quân xuống và đập thằng Sassanid ở góc này. Nhưng nhiệm vụ của mình là phải đánh những binh nào.
Vùng này thì thống nhất với đồng minh là được mà. Khu vực này mình không phải chiếm. Trước hết là đập cái thằng này đã. Thằng này đã. Nó hoàn toàn không có quân đây. Đập luôn. Để thu hẹp cái diện tích lãnh thổ của nó đã. Chắc cờ để không sợ bị bao vây, chúng ta rút quân ra. Trừ 71 lương thực. Vườn hoàng gia. Máy bắn đá cũng được. Hạ một cấp đi. Trừ nhiều lương thực quá. How can I serve you? My lord. Quân đoàn này cấp cao nó không dám đập. Có một thằng nó vừa lẩn vẩn ở đây này. My lord. Ready for battle. At your command. Get to it, man. Ready for battle. Rút cái hạm đội ở đây về đi nhỉ? Đâu? Đây. Going aport. My lord. Ready for orders. We fight for you, my lord. Ra lệnh cho thằng đồng minh nhé. Please accept us a most humble audience for... Bơm cho nó tí tiền nữa là được. Ba ngàn thôi. 3.000 là được rồi. Phỉ thật. Cho nó 10.000 đi. Mình có hơn 1 triệu cơ mà nhỉ. Tấn công vào đây cho anh. Cho tiếp một hạm đội nữa ra đây. Xem nó dám đánh không. Is there nothing else? Yes. Ready for orders. À. Thì ra mình có một quân đoàn đây và nó vây. Nó không dám đánh nhưng nó vây. Con này có đánh đêm không nhỉ? 19. Né ngay. Tưởng thế nào, né ngay. A noble cause requires noble men. Né ngay à? We fight for you, my lord. Nó không dám đánh đâu, hai quân đoàn, hai hạm đội đóng ở đây thì nó không dám đánh rồi. Khu vực phía nam. How can I serve you? Ready for battle. Ready for orders. Rút đi phát quánh ở đây sao nhỉ? Khu vực này mình giữ á, chưa tấn công được. Ready
ready for orders. Vẫn phải duy trì lực lượng phòng thủ. Tấn công được cái cảng này nữa thì chúng ta sẽ cho 3 hạm đội vào phòng thủ ở đây. Trừ 22 đối thủ. Tấn công phải có 2 quân đoàn. Đây rồi. Đây các bạn ạ, chúng ta sẽ lên được cái đội lính đời cuối đây. Nhưng mà chúng ta sẽ phải mất đến 6 lượt để có thể nâng cấp được. Từ giờ đến lúc đấy thì cũng không vấn đề gì. Chúng ta sẽ mua quân và đi luân chuyển quân đội ở khắp các vùng này luôn. My lord, forgive me, but we cannot. Giờ tiền chúng ta rất nhiều, không sợ. My lord, phun cung. Mày ghét cái bọn Sassanid để nó nhiều lạc đà quá, nhiều cựa quá. Mà cái quân này của mình, nếu mà chúng ta chơi Ascoop thì chúng ta lại không sợ cái bọn này, bởi vì chúng ta có cái đội lính cầm skill rất mạnh. Nó có cả skill chống kỵ binh nữa cơ. Đoán à, nó sẽ lên đây nó vây đánh cái thành này của mình. Đánh nhé. Không ăn là cái thành bên dưới, nó lên nó vây thành trên này. Đấy, vây bắt thái tử của mình. Nhà vua của chúng nó đang vây bắt thái tử. Nhắm thấy không ăn được cái rút. Chỗ này mình không có lực lượng để bảo vệ, một quân đoàn không đủ sức để bảo vệ. Xây tường thành thì liệu có ăn được không nhỉ? Xây tường thành liệu có ổn không? Ông khỉ gió thì ông bỏ chạy. Ngồi nó phá nó không thèm chiếm đâu. Chiến tranh là căng thẳng. Biết mà, bọn này nó không chiếm, nó rút dần lực lượng. Nó vây cái thành này của mình. Ready for battle. We fight for you, my lord. Thực hiện đánh đêm. Đánh đêm mà mình có cả quân này tiếp viện này. Vua nó hẹo rồi. Một thằng. Mày quên mất là anh có ánh đêm à? Hả?
chưa kể quân đoàn này của anh tướng này, giáp cho đạo quân chỉ huy này, vũ khí này. Thẩm quyền nó cao, 43 tuổi, thái tử. My lord. Cơ hội phản công đến rồi. On the move, my lord. At your command. Cơ hội phản công đến rồi. Mày, những thằng nó có đánh đêm nó lợi á. Advance. My lord. We fight for you, my lord. My lord. Ready for battle. We take this settlement for you, my lord. Ở đây mình có một quân đoàn đóng ở đây nữa này. It is an honor to serve you. Cần có sự bổ sung lực lượng ngay lập tức. Your orders, my lord. Great glory! On the move, my lord. None will escape. Laying siege to the settlement. Thế nên tại sao mình phải có các cái sư đoàn dự bị bổ sung ở bên cạnh để we fight for you, my lord. Để có thể tiếp viện cho nhau khi cần thiết. Ready for orders. We fight for you, my lord. Tốt rồi. My lord. Cuộc phản công chiến lược. Ví dụ. My lord. Ready for orders. We fight for you, my lord. My lord. Advance. We fight for you, my lord. My lord. Make haste, men. Tiến nhanh lên, tiêu diệt chúng nó luôn. Ready for further orders. Nó bị mất gần này, quân đoàn liệu nó có kịp hồi không? Bây giờ nó phải đánh tổng lực, không chỉ chơi cái kiểu quân tiểu tàu được. We fight for you, my lord. Bù quân đoàn này tăng phản giáp nữa này. Tướng này quá hổ báo luôn. 41 tuổi. Như
lực lượng lớn quân đoàn của nó bị phá hủy đây thì chắc là nó không còn thiếu quân đâu. À, để chắc chắn thì cứ cho cái hạm đội này về đây ạ. Hạm đội này bơi nhanh phát triển. Về đây. I want hourly patrols. You call this a garrison? Phía Nam. Chưa thể cho quân đoàn này tiến xa hơn được, vẫn chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới phòng thủ thôi. It is an honor to serve you. We fight for you, my lord. We fight for you, my lord. Quân đoàn này à, được ấy. At your command. Chắc là thủ được, quân đoàn này nó mạnh hơn. My lord. Nó đã bị thiệt hại lực lượng rất là lớn rồi thì chắc là không đánh được mình nữa đâu. Mẹ nó lại có cái hạm đội đây. Ở dưới này mình sẽ phòng thủ. Bây giờ mình sẽ tấn công từ trên xuống. Hai thằng lợn này tự dưng lại bỏ chạy. For orders. My lord. Hai quân đoàn đi cạnh nhau, một quân đoàn có lính cung để phòng thủ này, quân đoàn lính toàn kiếm để tấn công công thành. Đang tính xem là cần mấy thằng cung mấy thằng kiếm. We fight for you, my lord. Có cái đội kiếm để cuối mạnh mà. Tiếp tiếp là chúng ta cần 5 lượt nữa mới có thể có được đội kiếm về cuối. Càng nhảy. Ready for battle. Nào, Sassanid. Mày cũng không thể làm gì được hơn đâu, Sassanid ạ. Lên cái tường thành cấp 4 thì cũng ổn rồi nhỉ. Nếu nó toàn kỵ binh thì nó thành cấp 4 thì nó phế luôn. Hung nô bây giờ hết thời rồi. À, thằng này xuống biển à? No. Tớ chưa sẵn sàng. Kinh cử đâu đây, rút một quân đoàn đây đi phát là nó đập mình ngay đấy. Đơn giản, cái chính là rất nhiều thuyền pháo này. Lính của nó thì mình không sợ lắm đấy, nhưng mà
Nó muốn phòng thủ được thì phải là thành cấp 3 thôi, cấp 4 thôi. Thành cấp 2 này thì không thủ được. Will escape. My lord, laying siege to the settlement. Ready for orders. Your orders, my lord. Lực lượng của nó xuống biển này. Sao mày lại biết đi cho bộ binh xuống biển thế này hả trời? Làm trận đánh cho nó vui vui nhỉ? Nhìn quân của chúng nó chết trên biển này. Quẩy đá và ném lao nó không có đạn lửa đúng không? Bắn chim xuồng rồi chúng ta xuống. Một ngày nắng đẹp. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, chưa vào tầm bắn à? Đòn đấy, mình nó dài rồi. Đòn đấy. The enemy is boarding one of our ships. Nào hút luôn. Nó kìa, sao lại để nó ra tấn công? Hút chết bầm nó đi chứ. Ammunition.
phá này nó có thể vừa di chuyển và tấn công này. Chạy đi. Lỡ mấy thằng quân tí cho nó đỡ vung. Điều sao thì hạm đội ở phía bên này là hết nhiệm vụ rồi. Nó phá được mấy cái thuyền bắn cung của mình nó cũng phê phải biết rồi. Enemy forces have destroyed an entire unit. As you wish. Hack them down. We have gained the upper hand. Bắn. Nó còn đấm thuyền đây này, bắn đi. Forever loyal. Our men are rallying. They're not done yet. Nếu toàn bộ cái đội thuyền đâm hút. Cho một hạm đội của mình giảm bớt quân số. Bây giờ cái hạm đội ở phía trên này sẽ rút hết bởi vì nó không còn nhiệm vụ nữa rồi. Rút sang phía bên kia để phòng thủ khu vực của mấy thằng rợn và thay vào đó là các quân đoàn rút xuống. Đánh công nhận mình đánh cái ẩu thật. Ê, mất có hai cái thuyền thôi mà. Thế, lên được rank. Hạm đội lên rank. Your orders, my lord. Số biển. Hay quá. Nó không còn quân nữa rồi. At your command, my lord. Lực lượng của nó đóng đây. Thằng đồng minh mình rồi. Tơ lụa. Con đường tơ lụa. We fight for you, my 18. Ready for orders. It is an honor to serve you. It is an honor to serve you. Setting forth, my lord. My journey begins. Ngoài thủ đô mình. Ready for battle. Đánh cái thằng to này thì chắc là nó không làm gì được mình. À đây. Quân đoàn này. Laying siege to the settlement.
đánh thành nhỏ thì mới sợ, đánh thành to thì mới sợ. Nó mất thời gian giải vây. Ready for orders. Tăng cái gì đấy? À, tên vũ khí à? Ready for battle. Ready for orders. Tạm thời vẫn để đây để phòng thủ đã. My lord. You call this a garrison? Cái vùng này quanh năm băng tuyết à? Quanh năm băng tuyết. My lord. You have further orders? Ready for battle. Ready for orders. At your command. Ready for orders. Cung điện lớn, chỉ 8 lương thực. Vẫn đủ thực. Thiếu cái tài nguyên là muối à? Không lên là công trình đời cuối. Ready for battle. Nếu mình đánh được đến đây là nó chết rồi. Chỗ này của nó đã bị hoang hóa rồi này. Từ từ. My lord. Gì mà phải ngại vội cả. Còn này thì không có nhiều quân. Phủ được. Mình còn một quân đoàn nữa chưa mua. Mặt trời mua nguyên lính để cuối đi, đi bổ sung cho quân đoàn khác. Rồi chúng ta sẽ bổ sung lực lượng ra đây. Mọi việc sẽ ổn thôi. Sasanit ư? Hung Nô đi đâu hết rồi? Những quân đoàn cuối cùng của Hung Nô sắp bị tiêu diệt. Tiếc rằng chúng ta không có xe bắn đá nó cỡ lớn. Thằng quân đi khai La Mã này phát triển mạnh ghê nhỉ?
Thật là sao sao đấy để nghiên cứu gì lâu ấy. Hay rồi. Chưa dám đánh mình. Thế nên tại sao mình phải cắm hai hoặc ba quân đoàn cạnh nhau? Hai còn chưa chắc nữa. À, ăn không được phải chạy à? Thế chứ. Nhắm ăn không được phải chạy, đúng rồi, hợp lý. Chuẩn. Về đây. Hạm đội này hoàn thành nhiệm vụ rồi. Về. Vấn đề phía dưới này mình chưa có lực lượng phòng thủ đấy. Chiếm cảng bên dưới của mình à? Chạy kiểu này nó đập chết à? As you command. Treading softly. All must die at the appointed hour. Ý thật. À đây nó chỉ có thằng tướng này thôi. Chạy khôn vãi trưởng. Chạy ra đây thì không chạy. It is an honor to serve you. We fight for you, my lord. For honor and great glory. Make haste, men! We fight for you, my lord. At your command. Yes, my lord. We still have a wind, my lord. Leave none alive! Kịp rút quân đoàn này về không nhỉ? March. At your command. Set up the watch. Ready for battle. Thêm một thằng nữa đánh nhau mình à? You have my attention. Thì kệ mày chứ. Nó rút tần quân rồi này. Ready for orders. We take this settlement for you, my lord. Besieging settlement. Cứ phải hai quân đoàn đứng cạnh nhau cho chắc. My lord. To victory.
victory! Let them cower before our might! Ready for orders. We fight for you, my lord. Không hồi được quân. Đứng trên vùng đất xấu. At your command. Ba quân đoàn à? My lord. Sảo quyệt có 4. Ready for Sảo quyệt 5. Không đánh đêm được. At your command. Vấn đề là chúng ta đâu cần phải đánh đêm. Quân của nó cũng bị chết rồi. My lord. Mặt tướng này có khả năng đánh đêm. Còn mấy lượt nữa thì mới có được lính để cuối. Nó đánh mình sớm quá. 3 lượt nữa. Nếu đồng minh của mình nhau ai. Thế làm gì? Đứng thấy nó đuổi lại chạy về nhà. Thế thì làm ăn mẹ. Còn thanh niên đầu bòi nữa. Welcome friend, welcome. I in my lord's name will give you a fair answer before the sun sets. Thế tu nữa. My words are yours to direct. Quan trọng gì không cần tiền. Yes. Cho mấy thằng thầy tu đi, nó trị an các cái vùng đấy. We fight for you, my lord. Nó kéo quân được đến đây rồi mà nó không dám vào đánh nhỉ? Ready for orders. Giải quyết nó luôn đi. Không để lâu, đêm dài lắm mộng. Thằng này nó có đánh đêm. At your command. Ready for battle. Tướng thì kinh nhỉ? Nhiệt huyết cao thế. Ready for orders.
ready for battle. Ready for orders. Ready for battle. Get the stakes up! At your command. Thanh niên này không biết có đủ sức đánh nhỉ? Regroup and fall back. Một mình nó thì không ăn được. Một mình nó thì hơi khó. Ready for battle. Tao này bị cầm chân rồi. Make yourselves at home. Ngoài về đây đã. Bắt được một cái xe bắn đá. At your command. Nó không tấn công vào quả cảng này đâu, không sợ. Có anh vào đây à? Ready for battle. We fight for you, my lord. Tình hình căng phết đấy đùa. Có những quân đoàn bị hủy diệt mất, quân đoàn này rất dễ. Kệ khi qua lượt này xem tình hình thế nào. Nó cũng không còn nhiều quân nữa. Cái vùng này tuyết quanh năm. Hungno bây giờ thì không sợ rồi, Hungno bây giờ nó sẽ bị suy yếu dần, nó sẽ mất dần, mất lòn. Quân đoàn nào bị tiêu diệt này sẽ bị tiêu diệt luôn. Biết ngay, mất quân đoàn này rồi. Mình bảo chạy kiểu này né làm sao được. Disengage! Né được. Né được thì tốt. Hình như là thắng. Mình có rất nhiều lạc đà nên là thắng được. Không mất quần nào. Ngọt. Nhiều quần phun lạc đà của mình. Ăn được. Các bạn mình nhiều lạc đà, nó tính theo tỷ lệ lạc đà nó kháng kỵ tốt. May quá. Tưởng mất cái quân đoàn này. Nó cũng phải rút quân dần về rồi. Phía trên này nó không trụ được nữa, nó đang rút quân. Mình sẽ dùng hai quân đoàn để đi tăng viện lực lượng cho các cái quân đoàn khác. Còn lại thì các quân đoàn sẽ có nhiệm vụ tấn công. Cái công trình nhà lính đời cuối các bạn chỉ có thể xây dựng được ở một vùng thôi.
I bring word that my lord looks to end the war. He will not look to end it another day. Ta chả cần hòa bình như mày cơ. Chiến cảng biển của mình à? Khôn phết nhỉ? Để ra mình thành lập một cái hạm đội ở đây thì mình cũng thủ được thôi. Nhưng mà chả cần. Chả cần. Cho quân đoàn kia ra chiếm nốt lại xong. Nó còn không dám chiếm. Nó vật không dám chiếm. Quyết ly khai da trắng. Nó cũng được, con vợ nó cũng được, cho lấy. Đó, cùng ngày, à, hết tuyết rơi rồi. Ready for orders. Mình cứ tưởng tuyết nó quanh năm, nó ra không phải. Ready for orders. Laying siege to the settlement. None will escape. Một thằng ăn đâu nhỉ? Attack! We fight for you, my lord. Sao thằng này đi đấy? At your command. At once. To battle. To victory. We fight for you, my lord. My lord. Ready for battle. Ready for orders. Đánh sang đến đây là đốt. Cái vùng này bị đốt cháy hết rồi. Laying siege to the settlement. Nó hết quân rồi đấy. Waiting for more orders. Let them cower before our might. Laying siege to the settlement. Mình cứ giải quyết khu vực phía trên thì chưa ấy. Phía dưới thì để từ từ. My lord. Ready for battle. Look to the defenses. Thanh niên này hổ báo hết nhỉ? Tốt rồi. Hết quân chưa con? On the move, my lord. My lord. Quánh thẳng vào đây thì sao? Liệu nó có ăn được không nhỉ? Quân đoàn này sẽ rút ra. Ready
We fight for you, my lord. Dưới nó có hai quân đoàn. At your command. Bọn này phải áp cái gì đấy? Phiên và giáp. Để bánh em. My lord. Ui sợ, ít sợ lắm. Chỗ này bị đốt cháy hết rồi. Sang đây khấn. Sang đây khấn. I shall see to the grain stores. Ignorance is darkness. Nó tấn công vào đây à? Cũng được. Quan trọng có đủ lực không? À, hồi được máu, búp được kiếm giáp lên. Thảo nào mạnh thế. We fight for you, my lord. Make haste, men. Ready for battle. For honor and great glory. Make haste, man. Mày. We fight for you, my lord. Về cứ đi em. Về cứ đi. Ready for orders. Rồi. Bọn này rời hổ báo, cáo trồn à? Ready for orders. Giết lốt thằng này. Wipe them out. Phải giữ thì con thằng này á. Tướng này nó có đánh đêm. We fight for you, my lord. À đúng rồi, nó có sở kiệt sẵn kia thì nó chẳng đến được. Ready for all. At your service. Còn đây nữa. Hạm đội à? Mày chạy đi đâu? Cướp phá nhà của anh hơi nhiều á. Đợt tiếp theo dốc toàn lực đập vào nó không đủ, hai lượt nữa mới có. Các quân đoàn này được cử đi nữa thì chúng mày Sasanit ư? Còn một cái vùng đất rất là nhỏ đấy thôi. Cố lên Sasanit. Thu hẹp cái chiến trường góc chỗ này lại là mình ăn được thôi.
Cái búp cái khiên giáp lên đẩy cuối mạnh lắm mạnh. Quánh cái thanh này của mình. Chạy xa ghê nhỉ. Chiếm là cướp. Chắc lại cướp hả? Bọn này giờ đói ấy, toàn cướp. Cần tiền đánh cho mày một ít, việc gì để đi cướp thế? Bây giờ mình đề nghị hòa bình chắc là nó chịu ấy. Đấy, nếu bây giờ hòa bình thì mình sẽ có cơ hội để tuyển cái quân đều cuối nhanh hơn. Sao nó ổn định lực lượng đập cho Sassanid tiếp. Còn lên không nhỉ? Đang nghiên cứu. Lại cướp tiếp. Sao mày không chiếm luôn đấy? Mà không chiếm đâu mà. Mình biết mà. Đấy, chạy ra kèm. Đã hết. Có cái vùng nào vừa có nổi loạn đấy nhỉ? At your command. My lord. Your command. None will escape. Let them cower before our might. Những quân đoàn này nó không dám đánh. Quân đoàn này số nó cao. We fight for you, my lord. My lord. Ready for battle. At your command. Ready for battle. We fight. We fight for you, my lord. Cái vùng này à?
có nổi loạn này. Có đồng minh ở bên cạnh giả sợ. Nó làm mình không hồi được quân này. Truth may walk through the world unarmed. I will extinguish their fire. I have failed my mission, my lord. My words are yours to direct. Ready for battle. Ăn này không nhỉ? Đánh đến đây nữa thì thằng Sasanit còn gì nữa đâu. Một lượt nữa. Hòa với Sasanit trong vài lượt xem nào. In time, two things. Nó còn đất đâu mà nó vẫn hổ báo thế nhỉ? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Rồi, cái hạm đội này mình sẽ... tuyển thêm ít cái thuyền bổ sung quân vào đây nhá. Mấy cái thuyền đâm hút này thấy vô dụng quá. Your orders, my lord. Recruiting ships, assembling the fleet. Thế này cho nó khỏe, vừa bắn nhau được, vừa đánh nhau được, đổi bộ được. Ok. How can I serve you? Nhiệm vụ của mình bây giờ là vùng này, vùng này, vùng này, vùng này, xong, chiến thắng thần thánh. Cái gì? Đánh bại 20 phe phái, hiện tại mới có 12. Kiểm soát 130 khu định cư bằng quyền sở hữu trực tiếp hoặc thông qua thống đốc đồng minh quân sự. Duy trì kiểm soát. Ôi, cái này thì nhiều lắm. Thế thì đây đi chiếm hết đất à? Chiếm hoặc là mình khôi phục cái vùng này lên, mình xây dựng lên được. Nên đi chiếm đến nó đánh nhau đến bao giờ? Chúng ta lại phải bắc tiến rồi. Nam Trinh xong lại phải bắc tiến rồi.